Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học tiếng Việt lớp 3 mới, sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài 31, người làm đồ chơi, trang 141 đến trang 143. Chúng mình cùng khởi động, kể với các bạn về món đồ chơi em thích nhất. Ví dụ, em thích nhất là chiếc xe ô tô, nó là món quà của bố tặng em nhân dịp sinh nhật năm ngoái. Chiếc xe rất to và có màu đỏ tươi. Hai bên chiếc xe có hình robot. Nó chạy rất nhanh vì có điều khiển từ xa. Em rất thích nó và hứa sẽ giữ gìn cẩn thận. Ví dụ tiếp theo, Lisa là cô búp bê mà mẹ tặng em vào sinh nhật 7 tuổi. Cô búp bê cao khoảng 30cm và được làm bằng nhựa dẻo. Lisa có mái tóc màu vàng, được tết thành hai bím tóc dài xinh xắn, môi đỏ, chúm chím. Môi đỏ chúm trông rất đáng yêu, khuôn mặt của Lisa tròn trịa, bầu bĩnh. Hai má đỏ hồng hồng, rất dễ thương. Cô mặc một chiếc váy xòe màu cam, có chiếc nơ đỏ ở thắt lưng rất đẹp. Chân cô đi đôi giày búp bê màu đỏ. Và hôm nay chúng mình sẽ học bài Người làm đồ chơi cho các bạn nhỏ. Và đây chính là bức tranh minh họa cho bài đọc. Cô mời chúng mình đọc bài cùng với cô. Người làm đồ chơi. Bác Nhân, hàng xóm nhà tôi, là một người làm đồ chơi bằng bột màu. Ở ngoài phố, cái xào nứa cắm đồ chơi của bác dựng chỗ nào là chỗ ấy. Các bạn nhỏ xúm lại, từ những ngón tay đen sạm và thô nhát của bác Nhân hiện ra những con rồng đang múa, những con vịt ngây thơ, chậm chạp, những con gà tinh nhanh, chăm chỉ. Bác Nhân rất vui với công việc của mình. Mấy năm gần đây, những đồ chơi của bác không được đắt hàng như trước. Ở cổng công viên có thêm mấy hàng đồ chơi bằng nhựa. Một hôm, bác Nhân bảo, bác sắp về quê đây, về quê làm ruộng. Tôi suýt khóc. Đừng, bác đừng về, bác ở đây làm đồ chơi bán cho chúng cháu. Nhưng độ này chả mấy ai mua đồ chơi của bác nữa. Còn một ít bột và màu, bác sẽ nặn và bán nốt trong ngày mai. Đêm ấy, tôi đập con lợn đất, được một ít tiền. Sáng hôm sau, tôi chia nhỏ món tiền, nhờ mấy bạn trong lớp mua giúp đồ chơi của bác. Chiều ấy, tôi thấy bác rất vui. Bác kể, hôm nay bác bán hết hàng, thì ra vẫn còn nhiều bạn nhỏ thích đồ chơi của bác. Về quê, bác cũng sẽ nặn đồ chơi để bán. Nghe nói trẻ ở nông thôn còn thích thứ này hơn trẻ thành phố. Rút gọn từ chuyện ngắn cùng tên của Xuân Quỳnh. Chúng mình cùng luyện đọc bài theo mẫu chữ viết. Chúng mình có thể bấm dừng video để chúng mình luyện viết bài vào vở cho đẹp. Người làm đồ chơi, bác Nhân, hàng xóm nhà tôi, là một người làm đồ chơi bằng bột màu. Ở ngoài phố, cái xào nứa cắm đồ chơi của bác dựng chỗ nào là chỗ ấy, các bạn nhỏ xúm lại. Từ những ngón tay đen sạm và thô nhát của bác Nhân hiện ra những con rồng đang múa, những con vịt ngây thơ chậm chạp, những con gà tinh nhanh chăm chỉ. Bác Nhân rất vui với công việc của mình. Mấy năm gần đây, những đồ chơi của bác không được đắt hàng như trước. Ở cổng công viên có thêm mấy hàng đồ chơi bằng nhựa. Một hôm, bác Nhân bảo, bác sắp về quê đây, về quê làm ruộng. Tôi suýt khóc. Đừng, bác đừng về. Tôi suýt khóc. Đừng, bác đừng về. Bác ở đây làm đồ chơi bán cho chúng cháu. Nhưng độ này chả mấy ai mua đồ chơi của bác nữa. Còn một ít bột và màu, bác sẽ nặn và bán nốt trong.
Ngày mai. Đêm ấy tôi đập con lợn đất được một ít tiền. Sáng hôm sau tôi chia nhỏ món tiền nhờ mấy bạn trong lớp mua giúp đồ chơi của bác. Chiều ấy tôi thấy bác rất vui. Bác kể. Bác kể hôm nay bác bán hết hàng thì ra vẫn còn nhiều bạn nhỏ thích đồ chơi của bác. Về quê bác cũng sẽ nặn đồ chơi để bán. Nghe nói trẻ ở nông thôn còn thích thứ này hơn trẻ thành phố. Rút gọn từ chuyện ngắn cùng tên của Xuân Quỳnh. Chúng mình luyện đọc một số từ khó trong bài: bột, màu, xào, nứa, tinh, nhanh, suýt, suýt. Chúng mình luyện đọc câu dài: ở ngoài phố, cái xào nứa cắm đồ chơi của bác, dựng chỗ nào là chỗ ấy, các bạn nhỏ xúm lại. Bài Người làm đồ chơi được chia thành 3 đoạn. Đoạn 1 từ đầu cho đến công việc của mình. Đoạn 2 tiếp theo cho đến bán nốt trong ngày mai. Đoạn 3 là phần còn lại. Chúng mình bấm dừng video để chúng mình luyện đọc từng đoạn. Xong chúng mình lại bấm tiếp theo. Chúng mình luyện đọc giọng của nhân vật, của bác Nhân và của bạn nhỏ. Chúng mình chuyển sang phần trả lời câu hỏi. Câu hỏi 1. Bác Nhân làm nghề gì? Bác Nhân làm nghề làm đồ chơi bằng bột màu. Câu 2. Chi tiết nào cho thấy trẻ con rất thích đồ chơi của bác Nhân? Chi tiết cho thấy trẻ con rất thích đồ chơi của bác Nhân là: ở ngoài phố, cái xào nứa cắm đồ chơi của bác dựng chỗ nào là chỗ ấy, các bạn nhỏ xúm lại. Chứng tỏ các bạn trẻ rất thích đồ chơi của bác. Câu 3. Vì sao bác Nhân muốn chuyển về quê? Vì bác phải về quê làm ruộng. B. Vì trẻ con ít mua đồ chơi của bác. C. Vì bác không muốn làm đồ chơi nữa. Đáp án đúng là đáp án B. Bác Nhân muốn chuyển về quê vì trẻ con ít mua đồ chơi của bác. Câu 4. Bạn nhỏ đã bí mật làm điều gì trước buổi bán hàng cuối cùng của bác Nhân? Bạn nhỏ đã đập con lợn đất được một ít tiền, rồi chia nhỏ món tiền nhờ mấy bạn trong lớp mua giúp đồ chơi của bác. Câu 5. Theo em, bạn nhỏ là người như thế nào? Bạn nhỏ là người rất tốt bụng và rất yêu quý bác Nhân. Nội dung bài đọc Người làm đồ chơi kể về bác Nhân, một người làm nghề làm đồ chơi lâu năm nhưng lại sắp bỏ nghề về quê làm ruộng vì mấy năm gần đây đồ chơi của bác không bán được do xuất hiện nhiều hàng đồ chơi bằng nhựa khác. Vào buổi bán hàng cuối cùng, bác đã bán được hết hàng nhờ sự giúp đỡ âm thầm của nhân vật tôi, hàng xóm của bác. Nhờ vậy, bác đã rất vui và quyết định về quê cũng sẽ làm đồ chơi để bán. Đó chính là nội dung của bài đọc. Chúng mình chuyển sang tiết nói và nghe. 1. Dựa vào những gợi ý dưới đây, kể lại từng đoạn trong câu chuyện. 4 gợi ý. Chúng mình dựa vào gợi ý thứ nhất. Bác Nhân làm nghề làm đồ chơi bằng bột màu. Bác rất yêu công việc của mình. Gợi ý thứ hai.
Bác tâm sự, dạo này hàng hóa của bác chẳng mấy ai mua nữa vì xuất hiện nhiều hàng đồ chơi bằng nhựa khác. Bác định bán nốt ngày mai rồi về quê làm ruộng. Gợi ý thứ ba, bạn nhỏ cảm thấy rất buồn. Đêm ấy, bạn quyết định đập con lợn đất, được một ít tiền rồi chia nhỏ món tiền, nhờ mấy bạn trong lớp mua giúp đồ chơi của bác. Gợi ý thứ tư, chiều hôm ấy, bác bán hết hàng rất nhanh, các bạn nhỏ mua rất nhiều, bác rất vui vì có nhiều người mua hàng. Chúng mình chuyển sang phần viết. Chúng mình sẽ viết một đoạn từ đầu đến tinh nhanh chăm chỉ của bài Người làm đồ chơi. Người làm đồ chơi, bác Nhân, hàng xóm nhà tôi, là một người làm đồ chơi bằng bột màu. Ở ngoài phố, cái xào nứa cắm đồ chơi của bác dựng chỗ nào là chỗ ấy các bạn nhỏ xúm lại. Từ những ngón tay đen sạm và thô nháp của bác Nhân hiện ra những con rồng đang múa, những con vịt ngây thơ chậm chạp, những con gà tinh nhanh chăm chỉ. Chúng mình lưu ý một số từ khó dễ bị nhầm, đó là từ xào nứa, xúm lại, đen sạm, thô nháp, chậm chạp, tinh nhanh. Chúng mình bấm dừng video để chúng mình viết bài vào vở, viết giống chữ mẫu của cô, thật là đẹp. Viết xong, chúng mình bấm tiếp theo. Bài 2, em muốn mượn sách ở thư viện của khu phố. Hãy viết thông tin vào phiếu mượn sách theo mẫu. Phiếu mượn sách, họ tên người mượn sách, chúng mình ghi tên mình vào, ví dụ Hà Minh Anh. Địa chỉ, chúng mình ghi địa chỉ của mình, ví dụ lớp 2A, trường tiểu học Hải Bối. Và chúng mình ghi tên sách vào, ví dụ mình mượn sách Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, thì mình ghi tên vào. Tác giả của cuốn sách là Tô Hoài. Chúng mình quan sát cuốn sách của mình xem tác giả là gì thì chúng mình sẽ điền vào. Vậy như vậy chúng mình đã điền xong thông tin vào phiếu mượn sách. Chúng mình chuyển sang phần vận dụng. Là một đồ chơi mà em thích, có thể là gấp, cắt, dán, nặn và giới thiệu về đồ chơi đó với người thân của mình. Ví dụ là một đồ chơi mà em thích về máy bay, như là gấp máy bay, giới thiệu đồ chơi đó với người thân. Đây là chiếc máy bay mà em đã làm. Chiếc máy bay được làm bằng giấy trắng hoặc giấy màu xanh, giấy màu hồng, vân vân. Nó có thể bay rất nhanh khi dùng lực phóng. Em rất thích nó và sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Đó, đây là các bước để gập máy bay. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Các bạn hãy bấm like và nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của cô Lan và để nhận được thêm nhiều video nữa của cô. Cô gửi đường link ở dưới phần mô tả bộ video toán tiếng Việt lớp 3 mới. Chúng mình bấm vào để xem đầy đủ. Hoặc chúng mình có thể bấm tên bài học rồi bấm thêm chữ cô Lan Hải Bối thì sẽ hiện lên video của cô. Hoặc chúng mình bấm vào danh sách phát rồi chọn bộ video ở trong danh sách phát để chúng mình học. Xin chào và hẹn gặp lại.